hết chỗ cá này là mày sao vào đây, mày chịu quay cái thế nào? Đây, chụp vào đây. Mặt mũi thì toàn sẹo không? Xoay vào đây này, xoay vào cái. Lấy cái dao đi. Cháu quay cho. Để chú qua, để chú quay. Cháu biết quay. Cháu quay bát cơm. Lấy dao to mà chặt. Ông thì quay xong cơm. Ông mà xoay. Ông quay xong cơm. Yêu hay là yến? Yến. Yêu. Yến. Yến. Ở đâu cơ? À nó thế nào? Ba bảo ý là em bảo là ổn đầu cái to. Có thương không? Yến ngon, ăn ngon. Bà lên có thương để cháu đi chơi quán được bà có thương không? Để cháu đi mua. Mẹ trong kia mình có thương nhỉ? Mổ con cá mà như kiểu mổ heo anh Tùng nhỉ? Mổ hôi, mổ kê này, dã rượi. Quán ở đây không có đâu. Chủ ra chạy cháy cái hàng ấy cho bán tương. Thế này, chút kho thì tương. Thôi giờ đun đường và làm ấy vậy. Không, không tương ngon hơn. Cứ để đấy ăn đâu bây giờ mà lo. Cháu chỉ cá kho ăn cơm chứ cháu chả ăn thịt. Không, thế bây giờ ăn cá kho bỏ hai nhau. Đường cháy đi. Thế thì ông chạy lên kia ông mua tương đi. Ông mua tương có đâu. Cái quán này là một chai nước, cái này chai của nước kho cá. Không, là nước kho cá nó màu. Nước kho cá. Màu thì thắng đường. Cây mía này, chắc đoạn bột này, rửa sạch xong là chẻ làm tươi ra, bóc cho bên dưới. Riêng xả vào. Cho riêng, cho xả vào. Anh mà kho bây giờ đến tối mai được ăn. Anh ấy băm lấy ra nhồi này. Mà là sao mà? Anh ấy bây giờ nhồi nào anh rồi. Rồi, biết nhắm cái canh này. À, rồi lòng kìa. Nhả đông mà. Rồi lại một mình cháu ăn đông. Không ăn mấy đâu. Cái này bây giờ mua gì để cho vào nhỉ? Hành hẹ chửa có, thì là nhé. Nếu bây giờ mua ít hành đi, thì là nhé. Không, vào quán mua, đấy có đâu. Thì là nào, ông chẳng đi mua tương. Vào quán và Hạnh mua. Mua gì nào mà ấy, còn vào đấy chỉ có mua tương. Mua nhiều thôi. Thà là. Vâng, đồng ý xong, vứt cái này vào lối chó cái. Để em bảo chị về. Đây đấy. Cứ để đấy, tao đi ra mua tương của nó. Để con dọn cái này. Tương bổ dương nó mang vào, đã ăn bây giờ đâu mà nó có tương.